chương một không muốn làm npc pháo hôi nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio đỉnh núi trọc lóc cỏ cây khô héo nhìn khắp nơi cũng không thấy nổi mấy cây xanh trên đó chỉ có một sơn trại đơn sơ được tạo thành từ những khúc gỗ nếu xem xét một cách nghiêm túc thì đây chính là một đỉnh núi hoang vu ngay cả con chim bay ngang qua cũng không muốn dừng lại lâu thêm một chút ai Tần thư kiếm buồn bực ngán ngẩm ngồi trên một tảng đá lớn, bên người là một thanh đại đao mẻ lỗ chỗ. Lại cộng thêm bộ quần áo đầy miếng vá trên người và đôi giày có rách nát dưới chân hắn. Tạo cho người ta cảm giác giống như một tên ăn mày hơn là giặc cướp. Nhưng mà, hắn thật sự là một tên cướp. Không, nói chuẩn xác thì là Sơn Phỉ. Danh tính Tần thư kiếm thân phận Sơn Phỉ bình thường sở thuộc thế lực. Lương Sơn trại cảnh giới. Nhập võ nhất trọng tu luyện công pháp. Đoán thể kinh nhất trọng, tổng cộng có ngũ trọng, phàm giai hạ phẩm, trang bị. Đại đao không trọn vẹn, áo cũ nát, quần cũ nát, giày cỏ rách nát. Đây chính là giao diện thuộc tính hiện giờ của Tần Thư Kiếm. Lúc mới tới thế giới này, hắn còn tưởng rằng mình đã xuyên qua. Nhưng sau một ngày tìm hiểu rõ, cuối cùng Tần Thư Kiếm đã biết chính mình trở thành NPC trong trò chơi còn tại sao hắn có thể chắc chắn như vậy? Bởi vì ở bên dưới giao diện thuộc tính, còn có một bộ thời gian đếm ngược đang không ngừng chạy. Khoảng cách người chơi gián lâm, còn 2 ngày 15 giờ 23 phút 41 giây. Ai? Nhìn thấy chỗ này, tần thư kiếm lại thở dài một tiếng. Người chơi sắp tới. Mà thân phận của hắn bây giờ, mặc kệ nhìn từ góc độ nào thì đều giống như NPC pháo hồi ở tân thủ thôn là tồn tại chuyên cung cấp kinh nghiệm cho người chơi tân thủ. Bị giết, phục sinh, lại bị giết, lại phục sinh. Bỗng nhiên Tần Thư kiếm nghĩ đến cảnh tượng mình chơi game trước kia. Lúc đó hắn không hề có cảm xúc gì đối với đám NPC pháo hôi kia, nhưng thân phận hôm nay đã đổi, lúc này hắn mới có cảm nhận sâu sắc về sự bi ai này. Chờ đã. Bỗng nhiên sắc mặt Tần Thư kiếm cứng đờ. Hắn tự hồ đã bỏ qua một số việc. Đó chính là thân phận ban đầu của thân thể này đúng là một NPC, nhưng bây giờ lại bị tu hú chiếm tổ chim khách, từ đó đã bị thủ tiêu hoàn toàn. Cứ như vậy, hắn có thể phục sinh hay không vẫn còn là một chuyện không thể biết được. Nghĩ đến đây, Tần Thư Kiếm lập tức giật mình, nhảy dựng lên khỏi tảng đá lớn. Không được. Như vậy không được. Vạn nhất không thể phục sinh, không phải ta sẽ thua thiệt lớn sao? Còn lại hơn hai ngày, không thể cứ ngồi chờ chết như thế. Tần thư kiếm hít sâu mấy hơi, lúc nhìn đếm ngược trên giao diện thuộc tính, tự như đang nhìn đếm ngược thời gian mình sẽ tử vong. Khó khăn lắm mới sống lại một lần, cho dù chỉ là một NPC, cũng mạnh hơn nhiều so với biến mất hoàn toàn. Dù có là NPC, ta cũng sẽ không làm NPC đỡ đạn. Tần thư kiếm yên lặng dựng lên mục tiêu cho mình muốn không làm npc pháo hôi thế thì chỉ có cách tăng đẳng cấp của mình lên có thực lực mới có thể thoát khỏi cục diện lúng túng kia đối với trò chơi này không hề có sự phân chia đẳng cấp như hắn biết trong quá khứ mà nó được thay thế bằng một loại phân chia theo cảnh giới còn cái gọi là đoán thể kinh tần thư kiếm phát hiện trong đầu mình đúng là có một môn công pháp như vậy nhưng đây chẳng qua là pháp môn rèn luyện thân thể thô thiển cần dựa vào sự rèn luyện tích lũy theo tháng ngày trong ngắn hạn không có khả năng tăng mạnh nhưng mà trong lòng tần thư kiếm cũng có ý nghĩ của mình nếu là trò chơi thế thì sẽ không thể rời khỏi việc đánh npc thăng cấp còn việc đi nơi nào đánh npc tần thư kiếm nhìn thoáng qua những người đi lại xung quanh trên mặt nở nụ cười bây giờ hắn đang ở trong một ổ npc làm gì cần tìm nữa vấn đề duy nhất chính là bản thân hắn là npc khi giết chết npc có thể đạt được điểm kinh nghiệm hay thứ gì đó giúp tăng đẳng cấp lên hay không xoay người cầm lấy đại đao không trọn vẹn trên tảng đá lớn tần thư kiếm đi về phía một sơn phỉ có cách ăn mặc không khác gì hắn cùng lúc đó trong đầu hắn cũng xuất hiện thuộc tính của tên sơn phỉ kia danh tính trương nhị cẩu thân phận sơn phỉ bình thường trực thuộc thế lực lương sơn trại cảnh giới nhập võ nhất trọng tu luyện công pháp. Đoán thể kinh đệ nhất trọng ngoại trừ tên không giống, cái khác đều giống như đúc với tầng thư kiếm. Cũng không biết là do đặc chất của trò chơi này, hay là vì sơn phỉ khác và hắn cùng thuộc về một chiến tuyến. Dù sao chỉ cần tầng thư kiếm muốn, hắn liền có thể nhìn thấu thuộc tính của đối phương. Dù cho không thể nhìn đầy đủ thuộc tính, nhưng cũng có thể nhìn đại khái. Khi tầng thư kiếm tới gần tên sơn phỉ kia, đối phương vẫn chất phát đứng yên tại chỗ, hai mắt nhìn ra xa, không nhúc nhích tự như khúc gỗ. Tần Thư Kiếm cũng từng thử giao lưu với những người này. Cuối cùng cho ra kết quả là không được. Trừ hắn ra, đám sơn phỉ này không khác NPC pháo hôi trong ấn tượng của hắn chút nào. Không biết trò chuyện, không có trí thông minh. Mỗi ngày đúng giờ đi ăn cơm nghỉ ngơi, đứng gác tuần tra, phản phất tất cả đều tiến hành theo thiết lập. Người anh em tần thư kiếm vỗ vỗ bờ vai của đối phương. Trương nhị cẩu quay đầu nhìn hắn một cái, sau đó lại quay trở về. Ngô! Một bàn tay bỗng nhiên bịt kín miệng của hắn, ngay sau đó dùng sức lôi hắn ra phía sau một tảng đá lớn. Nhìn trương nhị cẩu bị mình bịt chặt miệng mũi, tay chân dãy dụa theo bản năng, trong ánh mắt thật thà tự hồ có một chút nghi ngờ, trong lòng tần thư kiếm nổi lên hung ác, lập tức giơ đao chém xuống. Đừng nhìn đại đao không trọn vẹn, nhưng cũng rất sắc bén. Phóc, âm thanh lưỡi đao cắt vào thịt, trương nhị cẩu lập tức bị đâm xuyên. Máu thuận theo vết thương chảy ra ngoài. Ngay sau đó một dòng nước ấm truyền đến từ đại đao, tràn vào trong người tần thư kiếm. Bịch. Hai chân tần thư kiếm mềm nhũng, lão đảo ngã xuống mặt đất, lồng ngực chập trùng kịch liệt, sắc mặt mơ hồ có chút trắng bệt. Giết người. Hắn giết người nhìn trương nhị cẩu chết không nhắm mắt và thanh đại đao cắm trên ngực đối phương làm cho dòng máu đỏ tươi kia dường như càng chói mắt tần thư kiếm cũng không ngờ đến giết chết một npc lại chân thật như thế trong nháy mắt đó suýt chút nữa khiến hắn nghĩ nhầm là mình không ở trong trò chơi người bị giết cũng không phải là npc mà là một người sống rành rành may mà không đợi tần thư kiếm kinh nghi quá lâu thi thể của trương nhị cẩu chậm rãi biến mất trước mặt hắn chỉ còn lại thanh đại đao không trọn vẹn của hắn, sau khi mất đi chèo chống liền rơi xuống mặt đất. Bịch Tiếng đại đao va chạm với mặt đất vang lên, làm cho tần thư kiếm lấy lại tinh thần. Nhìn thấy cảnh này, hắn thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt trắng bệt cũng khôi phục rất nhiều. May mắn Mặc dù quá chân thực, nhưng ít nhất suy đoán của ta không sai. Nếu thật sự để hắn đi giết một người, không nói đến việc tần thư kiếm có lá gan này hay không, nhưng cũng sẽ không có khả năng không hề nhăn mày lấy một cái đã trực tiếp giơ tay chém xuống dứt khoát như vậy. Trái tim treo cao đã được thả xuống, lúc này Tần Thư Kiếm mới nhớ tới dòng nước ấm kia, lập tức xem xét thuộc tính của mình. Danh tính Tần Thư Kiếm thân phận Sơn phỉ bình thường sở thuộc thế lực Lương Sơn trại cảnh giới Nhập võ nhất trọng tu luyện công pháp Đoán thể kinh nhất trọng, tổng cộng ngũ trọng, phàm giai hạ phẩm, HP một trang bị đại đao không trọn vẹn áo cũ nát quần cũ nát giày cỏ rách nát giao diện thuộc tính vẫn như ban đầu thứ khác biệt chính là nhiều thêm một thuộc tính hp cộng thêm phía sau đoán thể kinh nhất trọng có thêm một dấu cộng nhìn thấy dấu cộng kia trong đầu tần thư kiếm khẽ động ý thức nhẹ nhàng điểm một cái chỉ thấy một điểm hp nháy mắt về không mà ở cột tu luyện công pháp đoán thể kinh vặn vẹo một chút ngay sau đó trong thân thể hắn có một luồng sức mạnh dâng lên, tự như đã xảy ra một chút biến hóa. Dịch MB tại Tải áp nghe trọng bộ ở phần mô tả Chương 2 Nhập võ nhị trọng Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Danh tính Tần thư kiếm thân phận Sơn phỉ bình thường sở thuộc thế lực Lương sơn trại cảnh giới Nhập võ nhị trọng tu luyện công pháp đoán thể kinh nhị trọng, tổng ngũ trọng, phạm giai hạ phẩm, hát thê. Không trang bị. Đại đao không trọn vẹn, áo cũ nát, quần cũ nát, giày cỏ trách nát một điểm hát thê đã về không. Tu luyện đoán thể kinh từ nhất trọng lột xác thành nhị trọng, cột cảnh giới cũng biến từ nhập võ nhất trọng thành nhập võ nhị trọng. Sức mạnh tăng lên ước chừng một lần. Nhặt đại đao không trọn vẹn từ mặt đất lên, tần thư kiếm ước lượng một chút, phát hiện nó nhẹ hơn trước kia rất nhiều cánh tay vốn gầy còm giờ đã mơ hồ có chút cơ bắp lộ ra sau đó hắn lại làm chút động tác ngay tại chỗ từ đó có thêm nhận biết về thân thể của mình các phương diện tố chất thân thể đã được tăng lên một mức nhất định nhưng không rõ ràng bằng việc sức mạnh đã được tăng cường nhéo nhéo cơ bắp trên người mặt ngoài làn da cũng bền dẻo thêm một chút đây chính là hiệu quả khi tăng lên một trọng đoán thể kinh đoán thể kinh là công pháp chuyên môn của lương sơn trại dù sao cho tới bây giờ, tất cả NPC mà Tần Thư Kiếm tiếp xúc đều chỉ tu luyện môn công pháp này. Còn tác dụng của đoán thể kinh, tên như ý nghĩa, chính là rèn thể. Rèn luyện thân thể, tẩm bổ sức mạnh. Lúc luyện tới ngũ trọng đại thành là có thể làm được kinh đạo trải rộng toàn thân, mỗi một chiêu một thức đều có thể bộc phát ra sức mạnh lớn nhất. Còn phía sau của đoán thể kinh có dòng chữ phàm giai hạ phẩm, tần thư kiếm suy đoán nó là cấp bậc phẩm chất của công pháp này dựa theo lý luận bình thường để phán đoán, đây sẽ là cấp độ thấp nhất. Đi lên nữa chắc là phạm giai trung phẩm, phạm giai thượng phẩm gì đó. Chưa ăn qua thịt heo, chẳng lẽ còn chưa thấy heo chạy sao? Những kiến thức bình thường của dị giới. Khụ khụ. Lý luận tri thức của trò chơi, Tần Thư Kiếm vẫn biết được một chút. Còn HP. Giết một tên NPC trương nhị cẩu là có thêm một điểm thuộc tính HP chắc là chỉ khi giết NPC mới có thể thu được. Nhưng mà, không biết giết người chơi có thể thu hoạch được hay không." Tần Thư kiếm suy nghĩ. Tốn một điểm HP đã tăng được đoán thể kinh lên một trọng. Cảnh giới tăng lên một trọng chẳng khác gì được tăng lên một cấp. Nếu như vậy, việc tăng cấp trong trò chơi này cũng tương đối dễ. Dù sao, ở bên trong Lương Sơn trại này, đám NPC không có trí năng kia sẽ không thể nghĩ ra lại có đồng bạn muốn hại mình. Không biết bây giờ trương nhị cậu đã đổi mới lại chưa? Bỗng nhiên, suy nghĩ của hắn lại bay xa. Bất chợt. Tần thư kiếm không nghĩ nữa, bây giờ nghĩ những chuyện này có ý nghĩa gì chứ? Việc gấp bây giờ là nghĩ biện pháp tăng đoán thể kinh lên tới ngũ trọng. Cứ như vậy sẽ có thể tăng thực lực của bản thân lên tầng thứ cao hơn trước khi người chơi đến, từ đó có thể thoát khỏi thân phận npc pháo hôi lập ra mục tiêu đại khái cho tương lai ngắn ngủi phía trước tần thư kiếm nắm chặt đại đao không trọn vẹn đi ra từ sau tảng đá lớn vừa lúc đó lại có sơn phỉ tuần tra đi từ phía xa tới tần thư kiếm quan minh chính đại đi về phía đối phương cũng giống như trương nhị cẩu tên sơn phỉ tuần tra này không hề có bất kỳ sự cảnh giác nào với tần thư kiếm thậm chí khi tần thư kiếm đến gần cũng chỉ liếc qua một chút sau đó bước nhanh qua khi sơn phỉ tuần tra đưa lưng về phía hắn tần thư kiếm dùng một tay nắm chặt miệng mũi đối phương một cánh tay khác bóp chặt cổ họng đối phương sau đó kéo ra phía sau tảng đá lớn tu vi tăng lên tới nhập võ nhị trọng sức mạnh cũng đã tăng lên gấp đôi sơn phỉ tuần tra chỉ mới nhập võ nhất trọng nên khó có thể phản kháng được tần thư kiếm sau đó bị hắn dễ dàng kéo đi giống như lần trước. Giờ đào chém xuống. Máu tươi bắn tung tóe, một sơn phỉ tuần tra mang theo vẻ mặt nghi ngờ ngã xuống đất không dậy nổi. Lần này tần thư kiếm đã có kinh nghiệm, khi nhìn cảnh máu tanh trước mặt, dù cho sắc mặt vẫn có chút trắng bệt, thế nhưng không đến mức lão đảo ngã xuống đất. Tuy nhiên, cảnh tượng này thực sự quá chân thực. Chân thực đến mức mùi máu tươi nồng đậm kia, đang không ngừng truyền vào trong mũi của tần thư kiếm trong lòng hắn chỉ có thể nhủ thầm, đây không phải là thật, chỉ là trò chơi mà thôi, người ta giết cũng chỉ là một NPC, để an ủi mình. Hắn xem xét giao diện thuộc tính, danh tính, tầng thư kiếm thân phận, sơn phỉ bình thường sở thuộc thế lực, lương sơn trại cảnh giới, nhập võ nhị trọng tu luyện công pháp, đoán thể kinh nhị trọng, tổng ngũ trọng, phạm giai hạ phẩm, HP. Một trang bị đại đao không trọn vẹn, áo cũ nát, quần cũ nát, giày cỏ rách nát như suy đoán của tầng thư kiếm, đúng là khi giết NPC thì HP sẽ tăng lên một điểm. Nhưng mà, tầng thư kiếm nhìn cột tu luyện công pháp, lông mày nhíu lại. Dấu cộng trong dự đoán của hắn, lần này không hề xuất hiện. Chuyện này đã nói lên, lần này đoán thể kinh không thể tăng cấp. Trước đó chỉ một điểm HP là có thể tăng đoán thể kinh lên một trọng, bây giờ cũng có một điểm HP nhưng lại không thể tăng lên. Là số lượng HP không đủ, hay là không thể tăng lên liên tục? Tần thư kiếm thầm nghĩ trong lòng. Nếu là nguyên nhân đầu tiên thì tốt, cùng lắm lại giết thêm mấy NPC nữa. Dù sao hắn cũng không nghĩ chỉ giết một NPC, sẽ có thể tăng đoán thể kinh lên một trọng. Nếu thật sự dễ dàng như thế, chỉ sợ giết vài sơn phỉ là có thể đơn giản tăng đoán thể kinh lên mát cấp nhưng nếu cái sau sẽ có chút phiền phức bởi vì bây giờ hắn thiếu nhất chính là thời gian nếu như mỗi khi tăng lên một trọng đều có thời gian cung đao vậy thì đúng là một tin tức xấu khi sơn phỉ ngã xuống đất đã biến mất không thấy gì nữa tần thư kiếm hạ quyết tâm muốn tiếp tục nghiệm chứng phỏng đoán của mình cần biết bất kỳ phỏng đoán nào cũng phải dùng thực tiễn để kiểm nghiệm thật giả may mà thứ khác thì lương sơn trại không có nhưng sơn phỉ lại bao no Bên trên đỉnh núi không lớn này, ít nhất có đến 50 tên sơn phỉ. Rất nhanh, Tần Thư Kiếm đã rời khỏi chỗ cũ. Hai tên sơn phỉ biến mất, tự hồ không hề làm cho Lương Sơn trại chú ý. Hoặc là nói, căn bản không có người nào biết hai tên sơn phỉ này mất tích. Cũng không lâu lắm, Tần Thư Kiếm lại gặp được một sơn phỉ lạc đàn, tên này đang ung dung tuần sơn. Có kinh nghiệm hai lần thành công trước đó, làm cho hắn vững tin hơn nhiều không có bất kỳ ngoài ý muốn nào. Gần như là xe nhẹ đường quen, cưỡng ép kéo sơn phỉ lạc đàn kia tới một chỗ khuất, sau đó gọn gàng linh hoạt kết liễu đối phương. Sau khi tiêu diệt tên sơn phỉ này, tần thư kiếm lại xem xét thuộc tính. Giống như hắn đoán, HP từ một điểm biến thành hai điểm. Thế nhưng ở cột tu luyện công pháp, đoán thể kinh nhị trọng vẫn lẻ loi trơ trọi ở nơi đó, không hề có bất kỳ biến hóa nào. Dấu cộng trong dự đoán không hề xuất hiện. Tần Thư kiếm hít một hơi thật sâu, ổn định lại tâm thần, chỉ có thể quy tội cho HP vẫn không đủ. Dù sao, hắn không muốn thừa nhận, việc tăng lên đoán thể kinh thật sự có thời gian cung đao. Đè xuống sao động trong lòng, hắn lập tức lựa chọn mục tiêu kế tiếp. Một tên, hai tên. Mỗi khi giết xong một sơn phỉ, Tần Thư kiếm lại xem xét thuộc tính của mình một lần. Sau khi phát hiện không hề có biến hóa, hắn lại tục tìm kiếm sơn phỉ tiếp theo để ra tay sau khi giết chết sơn phỉ thứ tư. Tần thư kiếm lại xem xét thuộc tính lần nữa, sắc mặt cuối cùng đã thay đổi. Dịch MB 4 Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 3 Một bước một dấu chân Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Danh tính Tần thư kiếm thân phận Sơn phỉ bình thường sở thuộc thế lực Lương Sơn trại cảnh giới nhập võ nhị trọng tu luyện công pháp đoán thể kinh nhị trọng tổng ngũ trọng phàm giai hà phẩm ht năm trang bị đại đao không trọn vẹn áo cũ nát quần cũ nát giày cỏ rách nát khi ht đạt tới 5 điểm phía sau đoán thể kinh nhị trọng cuối cùng đã có thêm một dấu cộng không hề có bất cứ do dự nào tần thư kiếm trực tiếp dùng ý thức điểm vào năm điểm ht trực tiếp về không ông chữ đoán thể kinh nhị trọng thuế biến thành tam trọng. Cảnh giới cũng từ nhập võ nhị trọng, biến thành nhập võ tam trọng. Một dòng nước ấm dâng lên khắp người hắn, trong nháy mắt trải rộng cả người, khí huyết cũng sôi trào lên. Huyết nhục dường như càng thêm trắng chắc. Lúc đầu làn da có chút trắng bệt, bây giờ đã nhiều thêm chút màu đồng cổ. Sức mạnh đã tăng lên chừng gấp đôi so với ban đầu. Tần thư kiếm cảm thấy dường như mình đã tu luyện đoán thể kinh nhiều năm rồi, đã hiểu rõ tất cả những gì liên quan đến đoán thể kinh tam trọng sức mạnh đã tăng gấp đôi so với ban đầu đây là sự tăng trưởng không nhỏ phải biết lúc hắn từ nhập võ nhất trọng tấn thăng lên nhập võ nhị trọng sức mạnh đã tăng lên một lần bây giờ nhập võ nhị trọng tấn thăng đến nhập võ tam trọng sức mạnh lại tăng lên một lần cứ như vậy chẳng khác nào sức mạnh đã tăng gấp bốn lần so với lúc đầu tiên mà còn sức mạnh tăng lên cũng không phải đơn giản như một cộng một bằng hai. Đột phá đến nhập võ tam trọng, tần thư kiếm bỗng nhiên có dự cảm. Dù bây giờ hắn phải đối đầu với những sơn phỉ kia, tầm 10 tên chỉ sợ cũng khó có thể tạo thành uy hiếp gì đối với hắn. Ngoài ra, các phương diện tố chất thân thể cũng tăng lên một mức nhất định khi tấn thăng đến nhập võ tam trọng. Mặc dù không rõ ràng như việc sức mạnh tăng lên gấp đôi, nhưng cũng đã tăng cường không nhỏ. Ngắn mũi làm quen với thay đổi mới của bản thân Tần thư kiếm lại nhìn về phía bản thuộc tính của mình Cột HP đã về không? Đoán thể kinh nhất trọng đến đoán thể kinh nhị trọng Chỉ cần một điểm HP Đoán thể kinh nhị trọng đến đoán thể kinh tam trọng Lại cần 5 điểm HP Khoảng cách trong đó, trên lệch gấp 5 lần Tính toán tỉ mỉ một chút Tần thư kiếm cảm thấy đau răng một trận Nếu thật sự là gấp 5 lần sợ rằng có vết sạch sơn phỉ của lương sơn trại cũng không nhất định có thể tăng lên tới đoán thể kinh ngũ trọng. Nhưng sau khi cảm nhận được sự tăng trưởng khi tấn thăng một cấp độ, tần thư kiếm cũng cảm thấy đương nhiên. Bằng không, độ khó của trò chơi này quá đơn giản rồi. Đoán thể kinh tam trọng, đối ứng với nhập võ tam trọng. Như vậy, đoán thể kinh ngũ trọng sẽ đối ứng với nhập võ ngũ trọng. Dựa theo sự tăng trưởng gấp đôi mỗi lần tấn thăng một cấp độ. Cứ như vậy, chỉ sợ nhập võ ngũ trọng có thể địch nổi trăm người." Tần Thư Kiếm âm thầm suy đoán. Lúc đó sẽ tương đương với 16 lần sức mạnh của nhập võ nhất trọng. Nhưng mà, đây đều là giả thiết, không thể hoàn toàn coi là thật. Khi biết được tăng lên đoán thể kinh không hề có thời gian cung đao, chỉ có yêu cầu về HP, Tần Thư Kiếm cũng coi như được an ủi đôi chút. Không phải chỉ là thê sao? Toàn bộ Sơn Phỉ Lương Sơn trại nhiều như vậy, trước khi chưa giết sạch thì tạm thời không cần cân nhắc vấn đề này. dù sao bây giờ hắn chỉ là nhập võ tam trọng, còn không cần cân nhắc tới chuyện nhập võ ngũ trọng. làm người thì phải giảm một bước lên thực địa, một bước một dấu chân, làm lớn làm mạnh. đây mới là đạo lý cứng rắn. thực lực tăng lên tới nhập võ tam trọng, tần thư kiếm cảm thấy mình cũng coi như là một hảo thủ trong lương sơn trại này, ít nhất những tên npc tiểu lâu la nhập võ nhất trọng đã khó có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn mà muốn lấy được càng nhiều hp ông cây đợi thỏ là chuyện không thực tế huống hồ nếu như có quá nhiều sơn phỉ tử vong cũng khó đảm bảo sẽ không khiến cho trại chủ lương sơn trại chú ý một cái sơn trại sẽ có trại chủ tồn tại mà trại chủ cũng là npc cường đại nhất bên trong sơn trại mặc dù tần thư kiếm chưa từng tận mắt thấy trại chủ lương sơn trại, nhưng cũng có thể đoán, đối phương tuyệt đối không phải thứ mà đám NPC lâu la nhập võ nhất trọng này có thể so sánh được. Nhất định phải cố gắng tăng thực lực lên trước khi trại chủ lương sơn trại phát hiện ra. Cứ như vậy, dù có bị phát hiện, không đánh lại ít nhất cũng có thể trốn được. Hạ quyết tâm, tần thư kiếm quyết định chủ động xuất kích. Trước đó giết NPC lạc đàn, hiệu suất quá chậm khoảng cách người chơi giáng lâm chỉ còn có hơn hai ngày nếu cứ dông dài thì chỉ có một con đường chết rất nhanh tần thư kiếm đi không bao lâu đã thấy ba tên sơn phỉ hai tên trong đó là sơn phỉ tuần tra một tên thì là sơn phỉ đứng gác khi bước nhanh đến gần tần thư kiếm không hề chần chờ đại đao trong tay kéo theo kịnh phong mãnh liệt chém thẳng về phía một tên sơn phỉ tuần tra trong đó bốn lần sức mạnh của sơn phỉ bình thường Đại đao không trọn vẹn ở trong tay hắn rất nhẹ nhàng, tốc độ xuất đao không biết nhanh hơn bao nhiêu. Tên Sơn Phỉ Tuần Tra kia chưa kịp phản ứng đã bị một đao chém trúng cổ. Âm. Đầu lâu bay lên không, máu tươi theo đó phun tung tóe. Biến cố đột ngột làm cho tên Sơn Phỉ Tuần Tra khác và Sơn Phỉ đứng gác không kịp phản ứng. Nhưng bất chợt, trong mắt hai tên Sơn Phỉ hiện ra hung quang. Cho dù trí thông minh của bọn họ không cao, nhưng cũng có thể biết được tình hình trước mắt ra sao ngay khi bọn hắn chuẩn bị động thủ tần thư kiếm đã sớm tiến lên một bước chỉ thấy hắn bước nhanh về phía trước lật tay bổ đại đao ra tốc độ cực nhanh chém vào bờ vai của một tên sơn phỉ tuần tra khác lưỡi đao cắt vào thuận theo bờ vai trực tiếp chém vào ba tấc dưới cổ họng à tiếng kêu thảm ngắn ngủi sơn phỉ tuần tra ngã xuống đất mà chết lúc này đại đao của tên Sơn Phỉ đứng gác đã bổ tới. Tần Thư kiếm rút đao ra, nên đón chính diện. Ken. Ken. Hai đao va chạm vào nhau tạo ra một chùm tia lửa, đại đao của Sơn Phỉ đứng gác trực tiếp bị mẻ đứt. Sau đó, Tần Thư kiếm lại bổ ra một đao, đánh chết tên Sơn Phỉ này. Đến tận đây. Trước sau chỉ 10 giây đồng hồ, ba tên Sơn Phỉ đã bỏ mình. Thực lực của cảnh giới nhập võ tam trọng đơn phương nghiện ép đám sơn phỉ chỉ có nhập võ nhất trọng tần thư kiếm thở hổn hỉnh. một hơi dết chết ba tên sơn phỉ không phải không có chút tiêu hao nào nhưng sau lần giao phong ngắn ngủi đó cũng giúp cho hắn có nhận biết rõ ràng về thực lực của bản thân mắt thấy sơn phỉ ngã xuống đất đã biến mất tần thư kiếm thu hoạch được ba điểm ht nên tâm tình rất tốt hắn cầm đại đao trong tay tiếp tục tìm kiếm mục tiêu kế tiếp cũng không lâu lắm lại có sơn phỉ xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Tần thư kiếm không hề chần chờ, trực tiếp sách đao đi chém người. Không, là chặt NPC. Dịch. MB 4 Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 4. Cường đạo sơn phỉ tự nhận là trung nghĩa. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Danh tính. Tần thư kiếm thân phận. Sơn Phỉ bình thường sở thuộc thế lực. Lương Sơn trại cảnh giới. Nhập Võ tứ trọng tu luyện công pháp. Đoán thể kinh tứ trọng, tổng ngũ trọng, phàm giai hạ phẩm, HT. Hai trang bị. Đại đao không trọn vẹn, áo cũ nát, quần cũ nát, giày cỏ rách nát sau khi HT đạt tới 25 điểm, Tần thư kiếm đã đạt nguyện vọng tăng cảnh giới lên nhập võ tứ trọng. Nhưng sau khi thực lực tăng lên, hắn tiếp tục giết hai tên sơn phỉ nhưng không thể không ngừng lại. Không phải Tần Thư Kiếm đột nhiên nhân từ. Từ lúc không cho rằng Sơn Phỉ Lương Sơn trại là người, dù hắn giết nhiều cũng không hề có cảm xúc gì. Đương nhiên, cũng không phải Sơn Phỉ của Lương Sơn trại bị giết sạch. Trên thực tế, xét tổng số lượng Sơn Phỉ của Lương Sơn trại, trước mắt hắn tối đa chỉ mới giết một nửa mà thôi. Nguyên nhân chân chính làm cho Tần Thư Kiếm dừng tay chính là khi hắn giết chết tên Sơn Phỉ thứ 33, trong đầu nhận được một nhắc nhở. Bởi vì ngươi trắng trận giết chóc sơn phỉ Lương Sơn trại đã làm cho trại chủ Ngô Thắng của Lương Sơn trại chú ý, toàn bộ Lương Sơn trại đã giới nghiêm, đồng thời trắng trận tìm kiếm hung thủ. Chú thích: Một khi ngươi động thủ giết chóc sơn phỉ Lương Sơn trại lần nữa, sẽ làm cho bản thân bộc lộ ra. Sau khi bại lộ thân phận sẽ bị trục xuất khỏi Lương Sơn trại, trở thành NPC lang thang, đồng thời bị trại chủ Lương Sơn trại đuổi giết thực lực trại chủ lương sơn trại viễn siêu sơn phỉ lương sơn trại xin chú ý thu được bốn tin tức nhắc nhở của hệ thống tần thư kiếm không thể không tạm thời dừng tay hệ thống cố ý gợi ý về trại chủ lương sơn trại hai lần hiển nhiên thực lực của đối phương tuyệt đối không thể khinh thường trước khi không rõ ràng nội tình của trại chủ ngô thắng tần thư kiếm không định ra tay với sơn phỉ khác trục xuất lương sơn trại trở thành npc lang thang sẽ có hậu quả gì hắn không quá rõ ràng nhưng dựa theo tần thư kiếm suy đoán đây không phải chuyện gì tốt chí ít trước khi không hiểu rõ hắn sẽ không định tùy tiện mạo hiểm trước hết cứ đi xem vị trại chủ lương sơn này một chút đi tần thư kiếm tự định giá sau đó làm ra quyết định biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng hắn muốn đi tiếp như vậy xác suất rất lớn là phải đối đầu với trại chủ lương sơn vừa vặn đi tìm hiểu đối phương một chút nếu như thật sự không thể địch lại vậy thì sẽ tính cách khác nếu như thực lực trại chủ lương sơn bình thường vậy cũng đừng trách hắn trở mặt không quen biết lương sơn trại không lớn xung quanh đều là vách đá dốc đứng khó có thể leo lên chỉ có một con đường lên núi quái thạch trên núi rất nhiều nơi chân chính có thể xây thành lập trại chỉ có một chỗ nho nhỏ ở gần đỉnh núi lương sơn trại nói là một trại kỳ thật chỉ có mười mấy gian phòng được xây dựng từ khúc gỗ bao quanh mảnh đất này. Vị trí trung tâm lương sơn trại là một đại đường có vẻ hơi đơn sơ. Bên trên tấm biển màu nâu có viết ba chữ to: Trung Nghĩa Đường. Nhìn thấy ba chữ này, Tần Thư Kiếm cũng ngây người một chút. Không phải nguyên nhân khác, chỉ vì mấy chữ này thực sự quá quen mắt. Không biết có phải khi làm sơn phỉ cường đạo, đều tự cho mình là người trung nghĩa. Trung Nghĩa Đường không có sơn phỉ nào đóng giữ có lẽ nguyên nhân là do bản thân tần thư kiếm cũng là sơn phỉ cho nên không có người nào ngăn cản hắn tiến vào trung nghĩa đường không gian bên trong cũng không lớn chỉ có mấy cái bàn đặt hai bên trái phải ở chính giữa là một cái bàn gỗ phía trên được phủ lên bởi một tầng gia thú không biết tên mà ở đó có một đại hán khôi ngô tráng kiện đang ngồi ngay ngắn khác biệt với sơn phỉ mặc quần áo cũ nát bình thường cả người đại hán khôi ngô mặc quần áo tơ lụa bên người có để một thanh đại đao cao cỡ nửa người lưỡi đao ẩn hiện hàng quan coi như chỉ ngồi ngay ngắn bất động ở nơi đó dường như cũng có một luồng khí tức hung hãn đập vào mặt trại chủ lương sơn ngay từ đầu tần thư kiếm đã nhận ra thân phận của đối phương trong đầu cũng không hẹn mà cùng xuất hiện thuộc tính của đối phương danh tính ngô thắng thân phận trại chủ lương sơn sở thuộc thế lực lương sơn trại tu vi Nhập võ tứ trọng từng. Nhìn thấy chỗ này, trong lòng Tần Thư kiếm kinh nghi. Trước đó khi nhìn vào Sơn Phỉ, toàn bộ thuộc tính của đối phương đều hiện ra hoàn toàn. Nhưng bây giờ khi nhìn Ngô Thắng, thuộc tính chỉ hiển hiện có một nửa, không hề có phần tu luyện công pháp hướng xuống. Mà khi nhìn thấy Ngô Thắng, trái tim treo cao của hắn cũng dần dần thả xuống. Nhập võ tứ trọng. Nói thật, có chút vượt quá dự liệu của hắn không phải bởi vì quá cao mà là quá thấp trong phỏng đoán của tần thư kiếm khả năng cao ngô thắng sẽ là nhập võ ngũ trọng hoặc là cao hơn cũng có thể nhưng bây giờ lại là nhập võ tứ trọng ngang với hắn rõ ràng là một tin tức tốt ngươi đến nơi này làm gì ngô thắng cũng nhìn thấy tần thư kiếm đến đôi mắt hổ nộ trừng giọng nói cũng không quá thân mật hắn nhận ra người tới là một thành viên trong đám sơn phỉ cũng coi như người một nhà. Thứ chân chính làm cho hắn tương đối có ấn tượng, đó chính là tên của đối phương. Tự như là Tần. Tần Thư Kiếm. Đối với Ngô Thắng, cái tên này có chút khó nhớ, cũng không dễ nghe, còn lâu mới dễ nghe dễ như những cái tên Trương Nhị Cẩu, Lý Cẩu Hoa, Vương Cẩu Đảng. Lại tăng thêm hôm nay hình như lương sơn trại đã xảy ra vấn đề, rất nhiều sơn phỉ biến mất không thấy tung tích, mà hết lần này tới lần khác lại không tìm ra nguyên nhân gì chuyện này càng làm cho ngô thắng nén giận trong lòng bây giờ thấy tần thư kiếm tâm tình tất nhiên chẳng tốt đẹp gì trại chủ ta biết nguyên nhân huynh đệ khác biến mất tần thư kiếm thần bí nói sắc mặt ngô thắng khẽ giật mình chợt gấp gáp mau nói phản ứng của ngô thắng làm tần thư kiếm hơi kinh ngạc dựa theo phản ứng của sơn phỉ khác trong lương sơn trại hắn còn tưởng rằng ngô thắng sẽ giống sơn phỉ khác cũng đều là NPC không có trí thông minh mới đúng. Nhưng bây giờ nói chuyện đôi lời với đối phương, lại nhìn thấy thần sắc biến hóa phong phú. Tự hồ ngô thắng khác biệt với những sơn phỉ NPC kia. Theo một ý nghĩa nào đó thì càng giống như một người. Hôm nay lúc ta tuần sơn, vừa lúc nhìn thấy. Trong khi nói chuyện, tần thư kiếm bước từng bước đến gần ngô thắng. Ngô thắng không có bất kỳ phản ứng nào, lực chú ý đều rơi trên lời nói của tần thư kiếm thấy cái gì? Thấy, đau. Đại đao trong tay tần thư kiếm bỗng nhiên bổ về phía đỉnh đầu Ngô Thắng. Khi Ngô Thắng lấy lại tinh thần, vừa lúc nhìn thấy đao quang lăng lệ chém tới. Làm càng. Trong lòng Ngô Thắng kinh hãi, không chút nghĩ ngợi qua tay lấy đại đao bên người, nhấc lên đón đỡ. Hai tay tần thư kiếm cầm đao, cơ bắp gồ lên, sức mạnh nhập võ tứ trọng thôi động đến cực hạn, toàn bộ quán chú vào đại đao mà Ngô Thắng cũng là nhập võ tứ trọng, nhưng đón đỡ chỉ là cách làm lâm thời, căn bản không hề điều động được bao nhiêu sức mạnh. Ken Hai đao chạm vào nhau, bộc phát ra tiếng vang mãnh liệt. Cánh tay Ngô Thắng rung lên, hổ khẩu lập tức bị đánh trách tả tơi, đại đao trong tay cũng không cầm nổi rớt xuống đất. Ngay khi tần thư kiếm muốn thừa cơ chém giết Ngô Thắng, đại đao lại bỗng nhiên đứt gãy, chỉ còn một nửa lưỡi đao ở trong tay. Biến cố đột ngột, làm cho hắn rung lên một chút. Sau đó, liền lập tức phản ứng lại. Một nửa lưỡi đao dùng sức đâm về phía trước. Mà Ngô Thắng cũng dùng hết toàn lực, ngã ngửa theo cái ghế sang một bên. Phốc phốc, đao gãy đâm vào thịt, chọc vào trên bờ vai của Ngô Thắng. À! Ngô Thắng kêu đau, cái trán toát ra mồ hôi hột. Chết! Ánh mắt tần thư kiếm hung ác, cũng không lãng phí thời gian rút đao, hắn buông tay cầm đao ra, chuyển thành quyền dùng sức đánh về phía ngô thắng cảnh giới nhập võ tứ trọng toàn lực xuất thủ lực đạo của nắm đấm cũng coi như có được gần hai ba trăm cân nói là một quyền đơn giản kỳ thật cũng như trọng chù y song quyền của tần thư kiếm rơi xuống như mưa trực tiếp đánh thẳng vào đầu và mặt ngô thắng mới đầu ngô thắng còn có thể phản kháng một chút nhưng theo thời gian trôi qua dần dần chỉ có thể bị động chịu đánh đồng thời một bên phát ra tiếng kêu thảm một bên thừa nhận tần thư kiếm ẩu đả. Mãi đến cuối cùng, tiếng gào thảm dần dần giảm sút. Đợi đến lúc không còn chút âm thanh nào nữa, tần thư kiếm mới dừng tay lại, không ngừng hít thở mạnh. Dịch MB 4 Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả Chương 5 Lần thứ nhất rơi đồ khi đánh bốt Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Trong hành lang cái bàn vỡ vụn mặt đất lộn xộn cả người ngô thắng nhúng máu nằm ngang trên mặt đất hai mắt vẫn trợn trừng trừng lồng ngực đã không còn chút hô hấp nào chết vì trại chủ lương sơn trại này chết tần thư kiếm hít thở mạnh mấy hơi có thể tùy tiện đánh chết ngô thắng như thế tất cả đều là do đối phương không có nhiều phòng bị đối với hắn mà hiển nhiên ngô thắng cũng không ngờ được một sơn phỉ nho nhỏ lại có thực lực không kém gì hắn từ lúc vừa bắt đầu đã mất tiên cơ bại vong cũng là chuyện đương nhiên bỗng nhiên sau khi hô hấp của tần thư kiếm bình phục lúc này mới kịp phản ứng lập tức nhặt đại đao của ngô thắng trên đất lên cầm vào tay lập tức có cảm giác nặng nề trong đầu cũng vang lên tin tức của hệ thống thu hoạch được lợi khí hạ phẩm hổ đầu đao quả nhiên lúc tin tức của hệ thống xuất hiện tần thư kiếm thầm hô một tiếng nếu là trò chơi, như vậy thì đánh quái rơi đồ mới là sáu lộ chính xác. Trước đó giết chết những tên sơn phỉ kia, thứ nhất là do trên người đối phương không có thứ gì đáng giá, thứ hai chính là trong thoáng chốc hắn không nghĩ tới vấn đề này. Nhưng hổ đầu đau ngô thắng rơi ra, nhìn qua không phải là đại đao không trọn vẹn trong tay sơn phỉ có khả năng bằng được. Để hổ đầu đau sang một bên, tần thư kiếm nhìn về phía thi thể của ngô thắng, hai mắt lập tức tỏa ánh sáng. Sau khi lục lọi tìm kiếm, thi thể ngô thắng đột ngột biến mất không thấy gì nữa, tự như chưa từng xuất hiện qua. Mà vết máu trên đất cũng biến mất không còn hình bóng. Chỉ có những cái bàn bị đánh nát kia là vẫn còn như cũ. Ở trong tay tầng thư kiếm đã xuất hiện hai quyển sách bị uống nết và một lệnh bài bằng sắt đen nhánh. Một quyển là đoán thể kinh, phàm giai hạ phẩm. Một quyển là hắc hổ đao pháp, phàm giai trung phẩm. Ngoài ra, bên trên thiết bài có khắc hai chữ đơn giản lương sơn thông qua nhắc nhở của hệ thống tần thư kiếm biết đây là lệnh bài trại chủ của lương sơn trại nếu như sử dụng sẽ có thể thủ tiêu địa vị của ngô thắng trở thành trại chủ mới của lương sơn trại nhưng lực chú ý của tần thư kiếm tạm thời không đặt ở trên lệnh bài mà là hai quyển bí tịch trong tay vừa muốn mở đoán thể kinh ra trong đầu hắn đã nhận được nhắc nhở phải chăng sử dụng đoán thể kinh tần thư kiếm không để ý đến nó trực tiếp lật ra trang bị đoán thể kinh ngay sau đó hắn thấy bí tịch đoán thể kinh hóa thành ánh sáng trắng biến mất sau đó trong đầu lại hiện lên một chút ký ức quen thuộc những ký ức này chính là tất cả những gì có ghi trong đoán thể kinh không hề khác đoán thể kinh mà bản thân hắn học được chuyện này có ý nghĩa quyển bí tịch này đã lãng phí rồi tiêu hao hết đoán thể kinh tần thư kiếm cũng không cảm thấy đáng tiếc mà lại dồn lực chú ý về phía hắc hổ đao pháp. Giống vậy, khi bàn tay hắn phủ lên trang bìa, nhắc nhở của hệ thống liền xuất hiện. Lần này tần thư kiếm không lật ra, im lặng lựa chọn có. Hắc hổ đao pháp hóa thành một đạo ánh sáng trắng đậm hơn so với vừa rồi một chút. Cùng lúc đó, tần thư kiếm cũng đã nhận được tất cả những gì có liên quan tới hắc hổ đao pháp. Hắc hổ đao pháp phàm giai trung phẩm. Có tất cả ba chiêu 18 thức ba chiêu trong đó theo thứ tự là mảnh hổ hà sơn, chấn kinh bách lý và mảnh hổ quay đầu. Trong mỗi một chiêu, lại bao hàm sáu biến hóa rất nhỏ. Sau khi đã hoàn toàn tiêu hóa hắc hổ đao pháp, tần thư kiếm mới hiểu được môn võ học này lợi hại đến mức nào, cũng hiểu rõ việc bản thân có thể giết chết ngô thắng là một chuyện may mắn. Bởi vì, từ đầu đến cuối, đối phương không hề có cơ hội thi triển ra hắc hổ đao pháp. Hắn xem xét lại thuộc tính của bản thân danh tính. Tần thư kiếm thân phận. Sơn phỉ bình thường sở thuộc thế lực. Lương sơn trại cảnh giới. Nhập võ tứ trọng tu luyện công pháp. Đoán thể kinh tứ trọng, tổng ngũ trọng, phàm giai hạ phẩm, hắc hổ đao pháp, sơ khuy môn kính, phàm giai trung phẩm, hát tê 18 trang bị. Cửu phẩm lợi khí hổ đầu đao, đại đao không trọn vẹn, áo cũ nát, quần cũ nát, Vậy có trách nát trong hàng tu luyện công pháp nhiều một môn Hắc Hổ Đao pháp. HP từ 2 điểm biến thành 18 điểm, trong đó thêm ra tới 16 điểm, hiển nhiên là do Ngô Thắng cống hiến ra. Sơn Phỉ bình thường cống hiến một điểm HP, Ngô Thắng cống hiến 16 điểm. Xem ra HP mỗi người cống hiến không như nhau, mà là có quan hệ với thực lực. Quái có thực lực càng mạnh sẽ cống hiến ra càng nhiều HP. Đối với HP, Tần thư kiếm đã có hiểu rõ bước đầu hắc hổ đao pháp và đoán thể kinh có chút khác biệt. Phía sau không có hạn chế bao nhiêu tầng bao nhiêu tầng gì đó, ngược lại có thêm một cái sơ khuy môn kính. Khi thấy dấu cộng phía sau hắc hổ đao pháp, tần thư kiếm liền biết nó giống như đoán thể kinh, có thể thông qua HP để đề thăng. Nhưng hắn không lập tức tăng hắc hổ đao pháp lên, mà đưa ánh mắt sang lệnh bài kia. Lệnh bài trại chủ lương sơn trại. Đây cũng không phải là một thứ đơn giản. Phải biết, nếu như sử dụng lệnh bài này sẽ có thể trực tiếp trở thành trại chủ lương sơn trại thủ tiêu địa vị ban đầu của ngô thắng chuyện này có ý nghĩa rất có thể hắn sẽ tiếp quản toàn bộ sơn phỉ của lương sơn trại dựa theo suy tính dù có hốt gọn toàn bộ sơn phỉ trong lương sơn trại cũng không thể tăng đoán thể kinh lên tới ngũ trọng đã như vậy không bằng tiếp quản lương sơn trại ánh mắt tần thư kiếm lấp lóe không bao lâu nữa người chơi sẽ giáng lâm nếu như không thể tăng thực lực lên trong thời gian ngắn, thế thì việc tiếp quản toàn bộ Lương Sơn trại cũng chưa hẳn không phải một biện pháp điều hòa. Muốn không làm NPC pháo hôi, trừ việc trở nên cường đại hơn, nếu như thủ hạ tiểu đệ đủ nhiều, cũng có thể cam đoan sự an toàn của bản thân. Nếu nghĩ như vậy, việc trở thành trại chủ Lương Sơn sẽ là trăm lợi mà không có một hại. Nghĩ đến đây, tần thư kiếm không do dự nữa. Sử dụng. Mặc niệm một câu lệnh bài lập tức biến thành lưu quan biến mất. Mà trong đầu hắn cũng xuất hiện liên tiếp tin tức của hệ thống. Ngươi sử dụng lệnh bài trại chủ lương sơn trại. Ngươi trở thành trại chủ mới của lương sơn trại. Tất cả sơn phỉ lương sơn trại đã tử vong được đổi mới, trước mắt có tổng cộng 70 tên sơn phỉ. Ngươi trở thành trại chủ lương sơn trại, kế thừa tất cả tài bảo của lương sơn. Ngươi đạt được 50 lượng bạc. Ngươi trở thành trại chủ lương sơn, đặc biệt ban thưởng lợi khí cửu phẩm hổ đầu đao, hộ giáp cửu phẩm sáu trang áo da hổ, tùy ý chọn một trong hai. Ngươi trở thành trại chủ lương sơn, ở trong phạm vi lương sơn thuộc tính sẽ được gia tăng, cảnh giới tăng lên một trọng, chú ý, không thể vượt qua một cảnh giới lớn, lấy lương sơn làm trung tâm, phương viên 50 dặm đều thuộc phạm vi lương sơn. Sau khi trở thành trại chủ lương sơn, ngươi không được tùy ý rời khỏi phạm vi lương sơn. Một khi bước ra khỏi phạm vi lương sơn, sẽ tiến vào lãnh địa của thế lực khác. Chú thích Chưa được cho phép mà tự tiện bước vào lãnh địa của người khác, xem như tuyên chiến. Xin hãy thận trọng. Chú thích Người có thể cân nhắc khơi thông quan hệ với thế lực khác, có lẽ sẽ được cho phép thông hành. Dịch MB Book Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 6 Trại chủ Lương Sơn Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio một đống tin tức, suýt chút làm cho tinh thần Tần Thư Kiếm rối loạn. Khi thấy nhắc nhở cuối cùng, sắc mặt của hắn lập tức đen lại. Không được tùy ý bước ra khỏi phạm vi thế lực Lương Sơn trại. Chuyện này mang ý nghĩa, hắn đã biến tướng bị cầm tù ở một mẫu ba phần đất của Lương Sơn trại. Mà sau khi trở thành trại chủ Lương Sơn trại, địa hình xung quanh Lương Sơn trại đều hiện ra ở trong đầu Tần Thư Kiếm. Trong phạm vi 50 dặm lấy Lương Sơn làm trung tâm, đều là địa bàn của lương sơn trại chỉ khi nào vượt qua địa bàn này chính là sở thuộc thế lực khác giữa các thế lực căn bản không có vùng giảm sốc gì đó nói cách khác chỉ cần tần thư kiếm rời khỏi phạm vi thế lực của lương sơn trại sẽ lập tức bước vào trong phạm vi của thế lực khác nhưng nếu làm như vậy sẽ giống như tuyên chiến khi chưa hiểu rõ về thế lực xung quanh tần thư kiếm sẽ không dám đi mạo hiểm như thế cho nên đây mới là điểm tần thư kiếm thấy căm tức nhất trong lúc bất tri bất giác chẳng khác gì hắn đã bị hố một phát nếu như biết trở thành trại chủ lương sơn cần trả giá lớn như này hắn chưa chắc sẽ hành sự lỗ mãn như thế nhưng bây giờ ván đã đóng thuyền muốn hối hận cũng không kịp từ giây phút trở thành trại chủ lương sơn trại tần thư kiếm đã biết mình đã không còn đường rút lui thân phận trại chủ khi tử vong nhất định sẽ rơi xuống nhưng nếu như chủ động cho sơn phỉ khác rất xin lỗi sơn phỉ cường đạo luôn đề cao việc cường giả là vua từ trước đến nay không có chuyện nhường nhịn cho nên tần thư kiếm không thể không thừa nhận một sự thật đó chính là hắn đột nhiên biến từ một npc pháo hôi thành một tiểu bốt có được thân phận trại chủ lương sơn trại vào lúc này tần thư kiếm cũng không hề quên mình còn có một tuyển chọn ban thưởng chưa nhận ngươi trở thành trại chủ lương sơn trại đặc biệt ban thưởng lời khí cửu phẩm hổ đầu đao, hộ giáp cửu phẩm sáu trang áo da hổ, tùy ý chọn một trong hai. Chuyện này kỳ thật không khó để lựa chọn. Hổ đầu đao hắn đã đạt được từ trong tay ngô thắng, lại có thêm một thanh là chuyện không cần thiết. Cho nên, chỉ còn lại một lựa chọn. Ta muốn nhận hộ giáp cửu phẩm sáu trang áo da hổ. Dọn dẹp trung nghĩa đường một chút, tần thư kiếm khoác áo da hổ trên người, đại mã kim đao ngồi ở vị trí chủ vị đại đao không trọn vẹn kia đã sớm bị hắn vứt bỏ bên người chỉ còn một thanh hổ đầu đao thuộc tính của hắn lúc này cũng xuất hiện biến hóa rất nhỏ danh tính tần thư kiếm thân phận trại chủ lương sơn sở thuộc thế lực lương sơn trại cảnh giới nhập võ ngũ trọng thân ở trong phạm vi thế lực lương sơn trại cảnh giới một tu luyện công pháp đoán thể kinh tứ trọng tổng ngũ trọng phàm giai hà phẩm hắc hổ đao pháp Sơ khuy môn kính, phạm giai trung phẩm, HP. 18 trang bị. Lợi khí cửu phẩm hổ đầu đao, hộ giáp cửu phẩm 6 trang áo da hổ, áo khoác da hổ, quần dài da hổ, đai lưng da hổ, giày da hổ, thân phận từ sơn phỉ bình thường chuyển thành trại chủ lương sơn trại, cảnh giới cũng từ nhập võ tứ trọng biến thành nhập võ ngũ trọng nhờ thân phận tăng lên. Cảnh giới tăng lên tới nhập võ ngũ trọng, tần thư kiếm phát hiện thân thể của mình dường như có một số thay đổi không thể nói rõ nhưng loại thay đổi này không quá rõ ràng dường như kém chút gì đó nhưng mà sức mạnh và tố chất thân thể trên các phương diện của hắn đều tăng lên rất nhiều so với nhập võ tứ trọng trước đó lúc nãy khi ta nhìn thấy ngô thắng cảnh giới của hắn là nhập võ tứ trọng đây là khi đã được gia trì trong phạm vi thế lực lương sơn nếu như vứt bỏ gia trì kỳ thực ngô thắng chỉ tương đương với nhập võ tam trọng nhập võ tam trọng tương đương với đoán thể kinh tam trọng Ngô Thắng làm chức trại chủ này không biết bao nhiêu năm, cũng coi như hung danh hiển hách trong vùng, mạng người trong tay chỉ sợ không ít. Cứ như vậy, Ngô Thắng phải được không ít HP mới đúng. Nhưng hắn vẫn dừng lại ở nhập võ tam trọng. Tần Thư kiếm trầm tư, ngón tay nhẹ nhàng sờ cái cầm. Cho tới nay, hắn vẫn cho rằng HP là một công năng mà tất cả NPC ở thế giới này đều có. Nhưng bây giờ, hắn phát hiện ý nghĩ của mình dường như không đúng có lẽ đặc chất hp tăng lên công pháp chỉ hắn mới có được tâm tư tần thư kiếm linh hoạt nhưng cũng không có ý định nghĩ quá nhiều về vấn đề này người tới rất nhanh hai tên sơn phỉ tương đối gọn gàng so với sơn phỉ khác đi đến trại chủ có dặn dò gì nhìn hai người sắc mặt tần thư kiếm hòa hoãn hơn một chút sau khi tiếp quản lương sơn trại hắn mới phát hiện thì ra không phải trí thông minh của tất cả sơn phỉ đều thấp trong đó cũng có mấy tên sơn phỉ thực lực không giống với sơn phỉ khác đầu óc cũng có chút linh hoạt những sơn phỉ này cũng coi như là một tiểu đầu mục mà hai người trước mắt này một người tên trương thiết ngưu là tiểu đầu mục nhập võ nhị trọng trước kia là phụ tá đắc lực của ngô thắng hiện tại đã là người của hắn một người khác tên vương thiết trụ cũng là tiểu đầu mục nhập võ nhị trọng nhưng đối phương còn có một thân phận khác đó chính là thợ mộc lúc nhìn thấy vương thiết trụ tần thư kiếm mới biết tất cả những kiến trúc của lương sơn trại phần lớn xuất ra từ tay của vương thiết trụ bên trong đám sơn phỉ đần độn này lại ra hai người bình thường thực sự làm cho tần thư kiếm rất mừng rỡ ít nhất có người có thể nói chuyện bình thường với hắn không đến mức nghẹn phát điên suy nghĩ mấy giây tần thư kiếm nhìn về phía hai người trầm giọng hỏi hai người các ngươi đều là đầu mục của lương sơn trại chắc chắn rất quen thuộc với các thế lực xung quanh lương sơn trại thế thì bản trại chủ hỏi các ngươi một chút giáp giới lương sơn trại có mấy phe thế lực trương thiết ngưu cung kính trả lời bẩm trại chủ có năm thế lực giáp giới lương sơn trại mà chúng ta biết lần lượt là sư hổ bình nguyên ở phía bắc loạn thạch lâm ở phía đông vô tận dãy núi ở phía nam phản quân tây ninh ở phía tây và bất tử bình nguyên phía đông nam sư hổ bình nguyên loạn thạch lâm vô tận dãy núi phản quân tây ninh bất tử bình nguyên tần thư kiếm mặc niệm lần lượt những cái tên này một lần vừa so sánh cái tên lương sơn trại này còn có chút bình thường mấy thế lực giáp giới khác chỉ nghe tên đã biết là nhân vật khó chơi thực lực của những thế lực này ra sao người mạnh nhất có cảnh giới gì nếu tính mạnh nhất chắc sẽ là phản quân tây ninh sắc mặt trương thiết ngưu có chút dãy dụa, chần chờ một chút rồi nói Nghe nói phản quân Tây Ninh là phản quân chiến bại ở một nước lưu lạc đến nơi này, cướp bóc đốt giết khắp bốn phía, người cầm đầu nghe đồn đã siêu việt nhập võ ngũ trọng. Mà mấy thế lực khác cũng đều có cường giả nhập võ ngũ trọng. Về phần vô tận dãy núi, thuộc hạ cũng không hiểu rõ. Nhưng chỉ cần không chủ động tiến vào trong đó, trên cơ bản không có uy hiếp quá lớn. Nghe vậy, Tần Thư Kiếm đã hiểu một chút về những thế lực này. Nói thẳng ra, Bên trong mấy thế lực giáp giới này, lương sơn trại của hắn là yếu nhất. Trại chủ Ngô Thắng chỉ là một tên nhập võ tam trọng cặn bã, dù có tăng phúc cũng mới miễn cưỡng vào nhập võ tứ trọng. Thế lực khác chí ít cũng có cường giả nhập võ ngũ trọng tọa trấn. Dù cho hắn đã tiếp nhận lương sơn trại, cũng chỉ có được tu vi nhập võ ngũ trọng ở trong phạm vi của lương sơn, một khi rời khỏi phạm vi này sẽ lập tức bị đánh về nguyên hình. Còn nhập võ ngũ trọng của thế lực khác phải chăng cũng như thế? Chuyện này tạm thời không biết được, nhưng có thể khẳng định một điều, mặc kệ đối phương có phải như thế hay không, chỉ cần hắn rời khỏi Phạm Vi Lương Sơn, sẽ rất khó đánh thắng được. Lương Sơn trại chúng ta trước đó đã sinh tồn kiểu gì? Tần Thư kiếm chuyển hướng câu hỏi, lại đổi một vấn đề khác. Vừa mới tiếp nhận Lương Sơn trại, hắn thực sự có quá nhiều chuyện không biết. Nếu đã tiếp nhận cái bàn này, vậy thì cũng chỉ có thể làm cho đẹp mắt một chút. MB Tại Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 7. Lô hỏa thuần thanh. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Thông qua cuộc trò chuyện với Trương Thiết Ngưu, Tần Thư Kiếm đã có nhận biết đại khái đối với Lương Sơn Trại. Sau khi tiếp quản Lương Sơn Trại, hắn mới phát hiện được, thì ra NPC cũng phải ăn cơm. Mặc kệ là hắn, hay là đám sơn phỉ pháo hôi không có trí thông minh kia, mỗi ngày đều phải ăn cơm ăn cơm, cũng mang ý nghĩa phải dùng tiền. Nếu muốn trồng trọt ở trên lương sơn nơi chim không thèm ỉa này, đạt đến tình trạng tự cấp tự túc, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Cho nên, qua mỗi một khoảng thời gian thì sơn trại sẽ phải đi mua sắm lương thực. Hoặc là nói, đi đến những thôn trại khác trưng thu một chút. Nhưng thực lực của lương sơn trại không mạnh, những thôn trại kia đều tổ kiến đội hộ vệ, vì thế chỉ khi nào quá bất đắc dĩ mới đi mạo hiểm đánh cược một lần phần lớn thời gian đều là sơn phỉ lương sơn trại xuống núi mua sắm lúc tần thư kiếm phát hiện chuyện này trong lòng khó tránh khỏi bi thương sơn phỉ bình thường căn bản không thể tùy ý đi ra phạm vi hạn chế của lương sơn chỉ cần không chọc tới phiền toái gì chỗ nào trong thiên hạ cũng đều có thể đi được giống như thế sơn phỉ trên lương sơn trại tất nhiên cũng không thể rời đi cướp bóc tuy nói vị trí của nơi này không coi là tốt nhưng cũng thường xuyên sẽ có thương đội đi ngang qua. Loại tình huống này, hoặc là thương đội giao nạp phí tổn nhất định, lương sơn trại cam đoan bọn hắn bình an đi ra khỏi Phạm Vi Lương Sơn, hoặc trực tiếp bị Lương Sơn trại ăn rơi. Đây cũng là nơi phát ra nguồn thu nhập chủ yếu của Lương Sơn trại. Tần Thư kiếm vuốt vuốt mi tâm, cảm giác có chút mệt mỏi. Toàn bộ Lương Sơn trại bây giờ chỉ còn lại 50 lượng bạc, nhưng trong trại không tính đến hắn tổng cộng có 70 tên sơn phỉ. 70 tên sơn phỉ, mỗi ngày sẽ tiêu hao ước chừng hai lượng bạc. Chuyện này cũng mang ý nghĩa, 50 lượng bạc chỉ đủ cho lương sơn trại tiêu xài hơn nửa tháng. Còn việc sau khi ngân lượng hao hết sẽ xảy ra chuyện gì, tần thư kiếm chỉ suy nghĩ một chút là biết. Trương Thiết Ngưu, bây giờ ngươi dẫn theo ba huynh để đi dò xét mấy thế lực xung quanh lương sơn trại chúng ta một chút, sau đó báo lại tình hình đại khái của bọn hắn cho bản trại chủ vâng. Trương Thiết Ngưu gật đầu đáp. Sau đó Tần Thư Kiếm lại nhìn về phía Vương Thiết Trụ. Ngươi mật thiết chú ý trong phạm vi Lương Sơn, nhìn xem có thương đội nào đến không, kịp thời báo cáo lại cho bản trại chủ. Vâng. Vương Thiết Trụ cũng lĩnh mệnh. Nhìn hai người cung kính rời đi, từ đầu đến cuối không hề có chút phản bác mệnh lệnh của hắn, Tần Thư Kiếm cảm thấy rất hài lòng. Bảy mươi sơn phỉ của Lương Sơn Trại, Tuy nói trí thông minh của phần lớn người đều không cao, nhưng chuyện này thuộc về phạm vi có thể đổi mới, cũng sẽ trung thành hết mực không hề sinh ra chút tâm tư phản loạn nào. Chỉ cần hắn vẫn là trại chủ Lương Sơn trại, sẽ luôn có thể ra lệnh cho đám sơn phỉ này. Dựa theo phỏng đoán của Tần thư kiếm, Lương Sơn trại chẳng khác gì một cái phó bản nho nhỏ trong trò chơi, bên trong phó bản đều có NPC cố định, dù có bị giết cũng sẽ đổi mới phục sinh qua một thời gian nhất định nhưng mà trong này ngoại trừ một số đó chính là npc bị người chơi giết sẽ có thể đổi mới nhưng nếu bị npc khác giết chết sẽ không thể đổi mới nữa nói cách khác những sơn phỉ lương sơn trại trước kia bị hắn giết chết đều thuộc vào phạm vi không thể đổi mới sau khi hắn trở thành trại chủ mới của lương sơn trại lúc này hệ thống mới đổi mới sơn phỉ của lương sơn trại một lần trừ cái đó ra muốn khuếch trương thế lực lương sơn trại có thể thông qua tuyển nhận lưu dân, chuyển hóa thành sơn phỉ mới. Những sơn phỉ mới chuyển hóa này sẽ có khác biệt với sơn phỉ lương sơn trại, sẽ không nghe theo mệnh lệnh của trại chủ 100%, cũng sẽ còn có khả năng phản loạn. Sau đó, Tần Thư kiếm lại dồn lực chú ý ở trên người mình. Mặc kệ có vấn đề gì, tăng lên thực lực của mình mới là căn bản nhất. Trước mắt chỉ có 18 HP, muốn tăng lên đoán thể kinh là chuyện không thể nào. Nhưng mà, Hắc Hổ Đao Pháp phạm giai trung phẩm này còn có thể tăng lên. Vốn ta chỉ có một môn đoán thể kinh, không có thủ đoạn công kích gì. Bây giờ đã có thêm một môn Hắc Hổ Đao Pháp, tuy nói cảnh giới không hề tăng lên, nhưng thực lực đã tăng lên không ít. Cứ như vậy, vẻ mặt Tần Thư kiếm biến ảo chập chờn, nhìn Hắc Hổ Đao Pháp trong giao diện thuộc tính, rơi vào trầm tư. Dưới cái nhìn của hắn, cảnh giới là căn bản. Chỉ cần cảnh giới đi lên, thực lực cũng sẽ đi lên theo. Nhưng mà, trước mắt muốn tăng lên cảnh giới bằng vào 18 HP thì còn thiếu nhiều. Muốn đạt đến một bước này trong thời gian 2 ngày ngắn ngủi, tất nhiên là chuyện không thể nào. Để nó tồn đến già, không bằng phát huy tác dụng của mỗi một điểm HP đến mức lớn nhất. Tần Thư Kiếm nghĩ thông suốt nút thắt này, đã không còn do dự nữa. Nhìn dấu cộng phía sau hắc hổ đao pháp, lập tức hơi động tâm niệm chỉ thấy HP đột nhiên giảm bớt 3 điểm, mà hắc hổ đao pháp từ sơ khuy môn kính trực tiếp biến thành đăng đường nhập thất. Một luồng cảm ngộ khác dâng lên trong lòng tầng thư kiếm. Hắc hổ đao pháp vốn có chút không lưu loát, vào lúc này phản phất đã được luyện nhiều năm, một loại khí thế nhàn nhạt khí thế phát ra từ trên người hắn. Tiêu hao 3 điểm HP, tăng hắc hổ đao pháp lên một cấp độ. Tần thư kiếm nhìn thấy phía sau hắc hổ đao pháp vẫn còn dấu cộng, lại liếc mắt nhìn 15 điểm HP còn lại, trong lòng hung ác. Bạch. 15 điểm HP nháy mắt về không. Tần thư kiếm không kịp đau lòng đã cảm thấy trong đầu có một luồng ký ức cường hãn chảy vào, khiến cho hắn không thể không nhắm mắt lại. Một lúc sau, hắn mới tiêu hóa xong luồng ký ức này. Hắc hổ đao pháp cũng tự đăng đường nhập thất, chuyển biến thành cấp độ lô hỏa thuần thanh. Lô hỏa thuần thanh. Tần thư kiếm nắm chặt hổ đầu đao trong tay, một luồng cảm giác phúc linh tâm chí hiện ra từ trong lòng hắn. Trong chớp mắt, ba chiêu 18 thức của hắc hổ đao pháp, tự như anim nhanh chóng lướt qua trước mắt hắn. Hắn chỉ nắm chặt hổ đầu đao cũng đủ làm cho người ta cảm thấy một luồng khí tức hung hãn đập vào mặt, phản phất một đầu mảnh hổ kinh người. Chớp mắt tiếp theo. Tần thư kiếm trực tiếp rời khỏi trung nghĩa đường, đi ra sân trống phía ngoài. chỉ thấy hổ đầu đao lóe hiện hàng quang, ba chiêu 18 thức hắc hổ đao pháp được thi triển ra. Trên đất bằng phản phất có cùng phong gào thét, lại tự như có hổ gầm chấn núi. Mảnh hổ hạ sơn. Chấn kinh bách lý. Mảnh hổ quay đầu. Thi triển đến thức cuối cùng, trong lòng tần thư kiếm phản phất có một luồng khí tích tụ, khiến cho hắn không thả ra sẽ không thoải mái. Hét dài một tiếng, nương theo đó là tiếng hổ gầm hàng quan đầy trời gom lại thành một đao bổ mạnh vào một tảng đá lớn cao bằng một người ở trước mắt âm đá lớn vỡ nát bắn tung tóe khắp bốn phía Tần thư kiếm thở hổn hển thu đao lại lồng ngực có chút phập phồng trong mắt có loại cảm giác vui sướng không thể ức chế được mạnh rất mạnh sau khi chân chính thi triển ra môn đao pháp này hắn mới hiểu được cấp độ lô hỏa thuần thanh của hắc hổ đao pháp có uy lực lớn bao nhiêu nếu như so sánh với hắn khi chưa tu luyện hắc hổ đao pháp trước đó hai người giao phong người trước chắc chắn không thể sống qua mấy hiệp bởi vì một người chỉ có cảnh giới không hề có chút thủ đoạn đối địch một người khác cũng có được cảnh giới như vậy nhưng lại tu luyện một môn đao pháp cao thâm thực lực sẽ mạnh hơn rất nhiều tần thư kiếm không biết ngô thắng tu luyện môn hắc hổ đao pháp này đến cấp độ nào nhưng chỉ cần đối phương tu luyện đến đăng đường nhập thất chưa cần tu luyện đến cấp độ lô hỏa thuần thanh. Giao thủ chính diện, dù hắn chiếm cứ tiên cơ. Cuối cùng người bại vong, xác suất lớn sẽ là hắn. Tiêu hao sạch sẽ 18 điểm HP, đổi lấy một môn hắc hổ đao pháp đạt đến lô hỏa thuần thanh. Lần mua bán này không hề thua thiệt chút nào. Dịch MB Book Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 8 Phí qua đường nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio bên trong trung nghĩa đường tần thư kiếm buồn bực ngán ngẩm ngồi chơi tiếp quản lương sơn trại sơn phỉ ở nơi này đều xem như người một nhà cũng không thể lại tùy ý sát hại nữa mà có vết sạch toàn bộ hp đạt được cũng không đủ cho hắn tăng đoán thể kinh lên tới ngũ trọng sau khi trở thành trại chủ lương sơn về sau cũng không thể tùy ý rời khỏi phạm vi lương sơn chuyện này khiến dự định trong lòng tần thư kiếm cũng thất bại theo cho nên bây giờ hắn rất nhàn rỗi trừ luyện hắc hổ đao pháp một chút công thêm chủ động tu luyện đoán thể hình ra cũng không có chuyện gì khác để làm bỗng nhiên vương thiết trụ tiến vào với vẻ mặt vội vàng khi nhìn thấy tần thư kiếm thì lập tức bẩm báo khởi bẩm trại chủ có thương đội tiến vào phạm vi lương sơn ta ở đâu tần thư kiếm lập tức ngồi thẳng dậy có thương đội. Vậy thì tương đương với có chỗ phát ra tiền bạc. Vương Thiết Trụ nói. Ở trên đường Cảnh Dương cách Lương Sơn Trại ước chừng 30, 40 dặm về phía đông. Thực lực của thương đội thế nào? Hộ vệ có hai ba mươi người, nhìn thực lực thì không khác biệt nhiều so với các huynh đệ. Vương Thiết Trụ đáp. Hộ vệ hai ba mươi người, số lượng này cũng không ít. Nhưng đừng quên, sơn phỉ của Lương Sơn Trại có chừng bảy mươi người cho nên khi vương thiết trụ vừa mới dứt lời tần thư kiếm lập tức đứng lên hạ lệnh truyền lệnh của bản trại chủ tất cả huynh đệ trừ mấy người lưu thủ ra những người còn lại theo ta đến đó ta muốn xem thử là ai dám tự tiện vận hàng qua đất của lương sơn thuộc hạ tuân lệnh sau đó toàn bộ lương sơn trại bắt đầu chuyển động trí thông minh của những sơn phỉ này không cao nhưng lại có thể làm được kỷ luật nghiêm minh bảy mươi tên sơn phỉ trương thiết ngưu mang theo bốn tên sơn phỉ rời đi bây giờ chỉ còn lại sáu mươi lăm tên tần thư kiếm lưu lại mười tên sơn phỉ canh giữ còn năm mươi lăm tên sơn phỉ khác cùng nhau theo hắn ra lệnh một tiếng rất nhiều sơn phỉ như ông vỡ tổ dũng mảnh lao ra phía ngoài lương sơn trại đường cảnh dương hai bên là vách núi dốc đứng phía trên là từng bụi cỏ khô héo rậm rạp ở giữa là một con đường cho người đi lại một thương đội mang theo mười mấy cổ xe ngựa, chậm rãi men theo đường cảnh dương, phía trước sau là hai ba mươi người mang theo đao bên hông. Oanh long long. Mấy viên đá lớn lăn xuống từ trên sườn núi, vừa vặn chặn đứng hai đường trước sau của thương đội. Động tỉnh đá rơi to lớn làm cho đám ngựa bạo động, mấy người đánh xe đều bị buộc phải dừng lại. Dết! 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 Tiếng la dết trùng thiên truyền đến từ bốn phương tám hướng một đám sơn phỉ quần áo tả tơi cầm đại đao trong tay phóng xuống từ trên sườn núi bao vây xung quanh thương đội keng keng đao kiếm ra khỏi vỏ hộ vệ thương đội đi lên trước bảo vệ xe ngựa vào bên trong dặn co với sơn phỉ núi này là do ta mở cây này là do ta trồng muốn đi qua thì để lại tiền qua đường tần thư kiếm đi ra từ phía sau đám sơn phỉ nhìn thương đội trước mắt hổ đầu đao lóe ra hàng quang dưới ánh nắng mặt trời xin hỏi trong các ngươi vị nào có thể làm chủ, không ngại đứng ra tâm sự một chút. Dứt lời. Thương đội hơi rối loạn một chút. Một người trung niên phúc hậu mặc quần áo tơ lụa đi ra từ trong đám hộ vệ, cười tủm tỉm chắp tay nói. Bỉ nhân là quản sự hàng tỉnh của thương hộ thừa vận, không biết trước mắt có phải là hảo hán trại chủ Lương Sơn. Đã biết chúng ta là người của Lương Sơn trại, vì sao không được cho phép đã tự tiện bước vào đất Lương Sơn ta? hai mắt tần thư kiếm hiếp lại từ tốn nói thương hội thừa vận là cái gì hắn chưa nghe nói qua nhưng chỉ nhìn mười ngón tay của hàn tĩnh tất cả đều đeo nhẫn ngọc từ đó đủ biết thương hội thừa vận này chắc chắn giàu chảy mở tần thư kiếm nếm thử xem xét thuộc tính của đối phương thế nhưng kỹ năng ẩn hình muốn xem ai thì xem ở lương sơn trại này đã mất đi tác dụng trước mặt hàn tĩnh không chỉ như thế Ánh mắt hắn đảo qua tất cả mọi người của thương hội thừa vận, nhưng không hề nhìn ra điểm thuộc tính của đối phương. Chuyện này cũng nói rõ, chỉ có người cùng một thế lực mới có thể nhìn thấy tin tức thuộc tính của đối phương. Hàng tỉnh bị vây quanh bởi một đám sơn phỉ lương sơn, nụ cười trên mặt càng sâu. Vẫn luôn nghe nói trại chủ ngô thắng của lương sơn là cao thủ nổi danh vùng này. Không biết lần này, ngô trại chủ có tới hay không? Ngô trại chủ không có, nhưng tầng trại chủ lại có một vị. Hàng tỉnh rung lên, sau đó cười ha ha nói. Thì ra là tầng trại chủ ở trước mặt, ánh mắt của tại hạ đúng là vụng về. Nói đến chỗ này, hắn lấy từ trong ngực ra một cái hộp gỗ đẹp mắt, ra hiệu cho một tên hộ vệ đưa tới. Thương hội thừa vận mới tới địa bàn của các hạ, có sai lầm không đưa lễ trước. Chút lễ mọn nho nhỏ này là tâm ý của thương hội thừa vận, xin tầng trại chủ nhận lấy. Tiếp nhận hộp, tần thư kiếm mở ra ở ngay trước mặt mọi người. Mười thỏi bạc trắng bóc, bày chỉnh tề ở bên trong. Người thu được mười lượng bạc. Trong đầu, tin tức của hệ thống theo đó mà đến. Toàn bộ lương sơn trại cũng chỉ có 50 lượng bạc, bây giờ hàng tỉnh cho 10 lượng bạc tiền qua đường, đúng là cũng không ít. Nhưng mà, tần thư kiếm nhìn mười mấy chiếc xe ngựa của thương hội thừa vận, bánh xe lưu lại vết hằn rất sâu trên mặt đất. Cất kỹ 10 lượng bạc này, trên mặt của hắn cũng hiện ra vẻ tươi cười. Ý tốt của thương hội thừa vận lương sơn trại sẽ nhận. Ta thấy đường đi của các vị đã bị những tảng đá này chặn mất, không bằng để chúng ta thanh lý chúng cho các vị. Chút chuyện này không cần làm phiền các vị hảo hán. Nên mà, nên mà. Tần thư kiếm không để ý việc hàng tỉnh từ chối, trực tiếp sai đám sơn phỉ đang vây quanh thương hội thừa vận đi dọn những tảng đá chặn đường. Thấy thế, sắc mặt hàng tĩnh vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhưng trong mắt lại thoáng hiện một tia sắc bén. Thương hội thừa vận rất có danh tiếng ở các nơi trong cả nước, bây giờ một cái lương sơn trại nho nhỏ cũng dám yêu cầu bọn hắn tiền qua đường. Chuyện này nếu bị truyền ra ngoài, sẽ ảnh hưởng không tốt đến bọn hắn. Ngày sau đi lại ở chốn lục lâm, chỉ sợ một đám A Miêu A Cẩu cũng dám đi ra chặn đường thương hội thừa vận bọn hắn. Nhưng bây giờ lương sơn trại thế lớn, tuy bên hắn cũng có không ít hộ vệ nhưng nếu xung đột chính diện với đối phương vẫn có phong hiểm khá lớn cho nên hàng tỉnh cũng không định trở mặt với lương sơn trại ngay bây giờ chờ đưa đám hàng hóa này đến nơi hắn sẽ có biện pháp đối phó với cái lương sơn trại nho nhỏ này ngay khi hàng tỉnh đang thầm nghĩ trong lòng hai bên dốc núi lại truyền đến từng đợt tiếng vang to lớn quanh long long mười mấy tảng đá lớn cao cỡ ba bốn người lăn xuống từ trên sườn núi dựa theo quỹ tích lăn xuống của đá lớn rõ ràng là nhằm thẳng vào thương hội thừa vận không tốt hàng tỉnh kêu to một tiếng hộ vệ của thương đội đều rối loạn đám ngựa vốn đang đứng yên dường như đã cảm nhận được uy hiếp bắt đầu sao động bất an muốn thoát khỏi nơi này hàng tỉnh không kịp nghĩ nhiều mắt thấy trên đỉnh đầu có một tảng đá lớn rơi xuống mà không thể tránh kịp chỉ đành vận dụng toàn lực vào sông chưởng đánh lên trên đá lớn âm Oanh Dịch MB Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả Chương 9 Giết người phóng hỏa đai lưng vàng Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Tốc độ đá lớn rơi xuống thoáng dừng lại, sau đó bị một luồng sức mạnh đánh sang bên cạnh Hàng tỉnh phát ra một tiếng kêu đau đớn, lão đảo rút lui mấy bước, hai tay run rẩy vô lực rủ xuống một tảng đá lớn cao bằng hai ba người, chí ít cũng có hơn ngàn cân mà lại còn lăn từ trên núi cao xuống dưới lực công kích phải nói là rất mạnh cho dù thực lực của hắn bất phàm nhưng đón đỡ xong cũng phải chịu nội thương không nhẹ nhưng mà hàn tỉnh bên này vừa đánh bay đá lớn còn không đợi hắn thở ra một hơi thì đã có một đạo kình phong mãnh liệt đánh tới từ bên cạnh ngẩng đầu nhìn sang vừa hay nhìn thấy một lưỡi đao sáng rõ lương sơn trại trong lòng hàn tỉnh giận dữ nhưng lưỡi đao kia tới quá nhanh, lực áp bách cường đại làm cho hắn có ảo giác như đang đối mặt với một con mảnh thú. Lại thêm việc lực cũ của vừa đi, lực mới chưa sinh. Cho nên, hàng tĩnh lập tức lựa chọn tránh lui. Âm. Hổ đầu đao rơi xuống, lưỡi đao chém trách quần áo của hàng tỉnh. Sắc mặt tần thư kiếm lạnh lùng, bước một bước lên trước, hổ đầu đao lượng vòng đuổi theo hàng tỉnh. Trong lòng hàng tĩnh kinh hải, thi triển bộ pháp lùi lại. Chiêu thứ nhất, mảnh hổ hà sơn. Khí thế của tần thư kiếm như hồng, hổ đầu đao phản phất hóa thân thành một con mảnh hổ chân chính, mà hàng tỉnh trước mắt chính con mồi hắn muốn bắt giết. Một chiêu mảnh hổ hà sơn, bao hàm lục thức biến hóa. Hàng tỉnh nỗ lực giơ cánh tay lên, bàn tay đánh ra tựa như xuyên hoa hồ điệp, ứng đối thế công của tần thư kiếm. Hai tay tần thư kiếm cầm đao, thế công không ngừng, kình phong của chiêu thức tựa như mảnh hổ gầm thét, làm cho tâm thần Hàn Tĩnh mất tập trung, lúc tra chiêu cũng chậm hơn mấy phần. Hổ khiếu Sơn Lâm chấn kinh bách lý, xoẹt, lưỡi đao lướt qua, một đoạn cánh tay bay lên, máu tươi phun tung tóe, đau nhức kịch liệt khiến cho sắc mặt Hàn Tĩnh trở nên tái nhợt. Lúc này Tần Thư kiếm bước nhanh qua, Hàn Tĩnh theo bản năng muốn quay người phòng thủ, nhưng đã thấy hổ đầu đao nhanh chóng đâm thẳng vào ngực hắn, lưỡi đao mang theo dòng máu đỏ tươi, đâm xuyên qua lưng mảnh hổ không quay đầu lại, quay đầu chắc chắn thấy máu. Ít hầu của hàng tĩnh lập tức phun máu tươi, làm cho trong miệng hắn chỉ có thể phát ra thanh âm tôi ôi. Phốc phốc. Lưỡi đau được rút ra, thi thể vô lực ngã lăn trên mặt đất. Giết chết hàng tĩnh, tần thư kiếm cũng thở vào nhẹ nhõm. Trong lúc giao thủ vừa rồi, hắn có thể phát hiện ra, thực lực của đối phương tuyệt đối không kém hắn. Nếu như không phải chiếm được tiên cơ, chưa chắc hắn có cơ hội giết chết đối phương dễ dàng như vậy. Nhìn trong bản thuộc tính nhiều thêm 7. 73 điểm HP, Tần Thư Kiếm cảm thấy rất kinh ngạc. Một tên hàng tỉnh, đã cung cấp 73 điểm HP. Không đợi Tần Thư Kiếm nghĩ ngợi quá nhiều, đã thấy giá trị HP lại nhảy lên một chút, từ 73 điểm biến thành 74 điểm. Biến cố như vậy, làm cho hắn ngẩng đầu nhìn về phía thương hội thừa vận theo bản năng gặp đá lớn tập kích phần lớn người của thương hội thừa vận đã bị nện chết ngay tức khắc đồng thời xe ngựa vỡ vụn làm rơi ra rất nhiều hàng hóa chỉ có rất ít hộ vệ có thể may mắn thoát khỏi đá lớn nhưng ngay sau đó lại gặp phải đầu mục vương thiết trụ chỉ huy sơn phỉ của lương sơn trại công tới đám hộ vệ còn sót lại đã sớm sợ vỡ mật đối mặt với sơn phỉ lương sơn trại gần như không có bất kỳ sức lực để chống cự ở trong tầm mắt tầng thư kiếm Vương Thiết Trụ dùng một đao đánh chết một hộ vệ thương hội, mà cột HP hắn đang chú ý cũng nhảy lên một chút, từ 74 điểm biến thành 75 điểm. Hít. Nhìn thấy sự biến hóa này, Tần thư kiếm âm thầm hít vào hơi khí lạnh. Hắn vẫn luôn cho rằng HP chỉ có được khi tự tay giết chết NPC. Nhưng bây giờ, Vương Thiết Trụ và Sơn Phỉ Lương Sơn trại giết chết NPC, hắn cũng có thể đạt được HP. Cứ như vậy, Mọi chuyện sẽ hoàn toàn khác biệt. Không đợi Tần Thư Kiếm nghĩ quá nhiều, đám hộ vệ thương hội đã chết hết dưới đao của Sơn Phỉ sau mấy phút chém giết. Lúc này, HP của hắn cuối cùng đã dừng lại ở 83 điểm. Nhìn một đống hàng hóa tán loạn khắp nơi, Tần Thư Kiếm hạ lệnh: "Dọn tất cả thứ đáng giá đi, sau đó cắt hết thịt ngựa rồi rời khỏi." Ngay sau đó, đã thấy đám Sơn Phỉ tiến hành công việc đâu vào đấy từng kiện hàng hóa bị mang về lương sơn. Mà trong đầu tầng thư kiếm cũng không ngừng xuất hiện tin tức của hệ thống. Ngươi đạt được 10 lượng bạc. Ngươi đạt được một kiện tranh chữ đồ cổ. Ngươi đạt được 5 lượng bạc. Ngươi đạt được 7 lượng vàng. Một nhóm tin tức không ngừng đổi mới. Lúc đầu tầng thư kiếm còn có hào hứng xem một chút, nhưng sau đó đã không còn hứng thú. Lúc này liền chuyển tầm mắt sang thi thể chết không nhắm mắt của hàng tỉnh sờ thi. Là chuyện mà nhất định phải làm sau khi đánh bốt xong ở bất kỳ trò chơi nào. Hàng tỉnh trước mặt mặc dù không tính là đại bốt gì, nhưng chí ít cũng là tiểu bốt đồng cấp với trại chủ lương sơn trại như hắn, kiểu gì cũng không thể vắt chạy ra nước. Bên trong lương sơn trại, tần thư kiếm ngồi ngay ngắn ở trong trung nghĩa đường, thưởng thức một lệnh bài ngọc trong tay. Lệnh bài thương hội thừa vận. Sử dụng để gia nhập thương hội thừa vận. Chú thích bản thân đã có thế lực, phải rời khỏi thế lực vốn có mới có thể sử dụng. Trừ điểm này ra, thu hoạch sau khi tiêu diệt thương hội thừa vận lần này cũng không ít. Ngươi đạt được tổng cộng 530 lượng bạc. Ngươi đạt được tổng cộng 50 lượng vàng. Ngươi đạt được một số đồ cổ tranh chữ. Ngươi đạt được 1,236 cân thịt ngựa. Ngươi giết chết quản sự của thương hội thừa vận, cướp lấy hàng hóa của thương hội thừa vận trước mắt Lương Sơn Trại có quan hệ cừu hận với Thương hội Thừa Vận, ẩn hình, chú thích. Trước mắt Thương hội Thừa Vận còn chưa biết quản sự hàng tỉnh xảy ra chuyện, cho nên việc Lương Sơn Trại chặn giết chưa bại lộ. Một khi bại lộ, quan hệ hai bên sẽ chuyển từ trong tối ra ngoài sáng. Đến lúc đó, Lương Sơn Trại sẽ gặp phải Thương hội Thừa Vận công kích. Đoạn tin tức cuối cùng Tần Thư Kiếm chỉ nhìn thoáng qua, sau đó quên sạch sành xanh. Để bảo đảm chuyện này làm sạch sẽ, cho nên hàng tỉnh và NPC khác của thương hội thừa vận, hắn không hề bỏ qua một ai. Còn thi thể và vết máu gì đó, hắn đã nhìn tận mắt chúng biến mất rồi mới rời đi. Không có gì ngoài ý muốn, nếu thương hội thừa vận muốn biết nơi hạ lạc của hàng tỉnh, chắc chắn không phải một chuyện dễ dàng. Mà cho dù biết được, cũng không nhất định có thể tra ra là ai làm. Cho nên chuyện tần thư kiếm để ý nhất bây giờ là thu hoạch lần này đám đồ cổ tranh chữ cần bán đi mới có tác dụng tạm thời không nói đến, 50 lượng vàng đổi ra thì tương đương với 500 lượng bạc, lại kết hợp với tin tức trước mặt. Chuyến này đã thu được hơn 1.000 lượng bạc. Dựa theo tiêu chuẩn thấp nhất của lương sơn trại bây giờ, hơn ngàn lượng bạc chí ít có thể duy trì sơn trại một năm rưỡi. Ba năm không khai trương, một lần khai trương ăn ba năm. Tần thư kiếm có chút cảm khái, thầm nghĩ. Khó trách luôn có người nói, giết người phóng hỏa đai lưng vàng, chuyện này ở đâu cũng có cùng một đạo lý. Dịch MB 4 Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả Chương 10 Cao hơn một tầng Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Giết người phóng hỏa đai lưng vàng, sự cầu trải đường không thi hài Bây giờ tầng thư kiếm mới có thể cảm nhận được một cách chân thực, ý nghĩa trong câu nói kia Lần này tiêu diệt thương hội thừa vận, thu hoạch không thể nói là không lớn. Lương Sơn Trại có được một nhóm bạc như thế, trong tương lai gần đã không cần phát sầu vì bạc nữa. Nhưng mà, so với nhóm hàng hóa này, có một chuyện càng làm cho Tần Thư kiếm vui vẻ hơn. Đó chính là 83 điểm HP. Có thể nói, đây là lần thứ nhất hắn có được nhiều điểm HP như vậy. Nếu không phải thương hội thừa vận cống hiến ra, cho dù hắn giết sạch toàn bộ sơn phỉ lương sơn một lần, cũng chưa chắc có được nhiều HP như vậy. Quan trọng nhất chính là, thông qua chuyện này, Tần Thư Kiếm phát hiện một phương pháp thu hoạch HP khác. Đó chính là, người dưới tay hắn giết NPC, hắn cũng có thể nhận được điểm HP. Chuyện này rất quan trọng đối với Tần Thư Kiếm. Thậm chí, nó mang tính chất quyết định đối với con đường của hắn sau này. Phải biết, trước mắt nếu muốn bước vào nhập võ ngũ trọng, có thể sẽ phải cần trên trăm HP, càng đừng nói đến nhập võ lục trọng, thất trọng sau đó. Càng về sau, để tăng lên một tầng cảnh giới chắc chắn sẽ là một con số khổng lồ. Dựa vào một mình tầng thư kiếm, chỉ sợ dù giết rất lâu cũng chưa chắc có thể góp đủ HP để tấn thăng. Thế nhưng bây giờ đã hoàn toàn khác biệt. Chẳng những hắn giết NPC có thể đạt được HP, thủ hạ của hắn giết NPC cũng có thể đạt được HP. Còn chưa nói tới việc, có lẽ tương lai khi giết chết người chơi, cũng sẽ có thể được điểm HP. Trong trận chiến với thương hội thừa vận, tần thư kiếm chỉ giết một mình hàng tỉnh. Những hộ vệ thương hội còn lại đều là do Sơn Phỉ Lương Sơn trại hạ thủ. Nói cách khác, nếu như chỉ có một mình hắn, căn bản không có khả năng đồ sát sạch toàn bộ thương hội thừa vận, cũng không có khả năng lấy được nhiều điểm HP như vậy. Mới đầu, Tần Thư Kiếm rất phiền não vì chức trại chủ lương sơn trại này, cho rằng đây là một sự trói buộc với bản thân. Nhưng bây giờ, Tần thư kiếm đã không có ý nghĩ đó nữa. Làm sơn phỉ rất tốt. Làm đầu lĩnh sơn phỉ càng tốt hơn. Bây giờ Sơn phỉ Lương Sơn chỉ có 70 người, mà thực lực đều chẳng ra sao cả. Nhưng nếu số người tăng mạnh một lần, có thể là gấp 10 thì sao, lúc đó thực lực của Lương Sơn trại chắc chắn sẽ tăng lên theo cấp số nhân. Mà khi thực lực của Lương Sơn trại gia tăng, cũng mang ý nghĩa hắn có thể đạt được càng nhiều HP. Sơn Phỉ làm việc gì? Cướp bóp Ỷ mạnh hiếp yếu. Đối với Tần Thư Kiếm, chuyện này đều không quan trọng. Quan trọng là hắn đã tìm được đường tắt để nhanh chóng tăng thực lực mình lên. Bây giờ trong lòng Tần Thư Kiếm đã có thêm một giả vọng. Hắn muốn làm một đầu lĩnh sơn phỉ lớn nhất. Chuyện này không xung đột gì với mục tiêu ban đầu, ngược lại còn hỗ trợ lẫn nhau. Ai, quả nhiên cuộc sống phải có mục tiêu. Như vậy mới có động lực để tiến lên. Tần Thư kiếm nở nụ cười, trong lòng vui vẻ. Nhưng chuyện quan trọng trước mắt vẫn là tăng thực lực của mình lên trước. Nhìn xem 83 điểm HP, Tần Thư kiếm rơi vào trầm tư. Dựa theo tính toán của hắn, chỉ cần lại có thêm 30 điểm HP thì có thể tăng đoán thể kinh lên tới ngũ trọng. Mặc dù lỗ hổng này không lớn, nhưng cũng không tính là nhỏ, trong ngắn hạn khó có thể đền bù được từ trận chiến với hàng tỉnh, mặc dù nhờ ngoại vật giúp đỡ, lúc này mới khiến cho hắn chiếm được tiên cơ. Nhưng nói thật, thứ chân chính tạo ra tính nghiền ép, vẫn là môn Hắc Hổ Đao Pháp đạt đến cấp độ Lô Hỏa Thuần Thanh kia. Trải qua thực chiến, Tần Thư Kiếm mới biết môn Hắc Hổ Đao Pháp này tăng phúc cho mình bao nhiêu. Hắc Hổ Đao Pháp cấp độ Lô Hỏa Thuần Thanh đã được như thế, nếu như có thể tăng cao hơn một tầng, e rằng cho dù không tăng lên cảnh giới thực lực cũng sẽ tăng cường rất nhiều ánh mắt tầng thư kiếm biến ảo cuối cùng vẫn hạ quyết tâm ngao rống tiếng gào thét chấn thiên truyền đến một đầu hổ đen cao lớn bằng hai người chạy nhảy ở giữa núi rừng một một cử động đều thể hiện ra uy thế của vua muôn loài khí tức hung hãn đập vào mặt sau đó hổ đen bỗng nhiên hành động đánh dết về phía trước oanh tầng thư kiếm chấn động cảm ngộ giống như thủy triều dâng lên vào lúc này, hắn dường như hóa thân thành một đầu hổ đen, gầm rống giữa núi rừng. Ba chiêu 18 thức khắc hổ đao pháp phản phất sống lại, không ngừng tái hiện ở trong đầu hắn. Thật lâu sau, tần thư kiếm mới thức tỉnh lại từ trong cảm ngộ này. Trong đôi mắt bình tĩnh, tự hồ ẩn chứa một loại hung quan đáng sợ nào đó. Hắn chỉ ngồi ngay ngắn ở đấy, dường như đã có một luồng uy thế mạnh mẽ hiện ra. Đăng phong tạo cực. Tần thư kiếm thì thầm một câu. Đây chính là một tầng phía sau lô hỏa thuần thanh. Đến cấp độ này, cũng mang ý nghĩa cảm ngộ của hắn đối với hắc hổ đao pháp đã hoàn toàn không kém gì người sáng tạo ra nó. Danh tính, tầng thư kiếm thân phận, trại chủ lương sơn sở thuộc thế lực, lương sơn trại cảnh giới, nhập võ ngũ trọng, thân ở trong phạm vi thế lực lương sơn trại cảnh giới một, tu luyện công pháp, đoán thể kinh tứ trọng, tổng ngũ trọng, phạm giai hà phẩm hát hổ đao pháp, đăng phong tạo cực, phàm giai trung phẩm, HP. 8 Tám trang bị Lợi khí cửu phẩm hổ đầu đao, hộ giáp cửu phẩm sáu trang áo da hổ, áo khoác da hổ, quần dài da hổ, đai lưng da hổ, giày da hổ, đây chính là toàn bộ thuộc tính bây giờ của tầng thư kiếm. 83 điểm HP đã bị tiêu hao 75 điểm, lúc này đưa hát hổ đao pháp từ lô hỏa thuần thanh tăng lên tới đăng phong tạo cực. Phần cảnh giới không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng thực lực đã có biến đổi nghiêng trời lệch đất. Sau khi hắc hổ đao pháp đạt tới đăng phong tạo cực, tần thư kiếm có một loại dự cảm. Nếu như lấy trạng thái lúc này của hắn đối đầu trực diện với hàng tĩnh khi mạnh nhất, cũng có thể chiến thắng. Coi như không có thân phận trại chủ lương sơn trại gia trì, hắn vẫn có thể nắm chắc. Phải biết, thực lực của hàng tĩnh chắc chắn là cao thủ nhập võ ngũ trọng. Nếu tần thư kiếm không được gia trì thuộc tính từ thân phận cảnh giới cũng chỉ là nhập võ tứ trọng. Nhưng bây giờ, hắn đã có thực lực và sự tự tin này. Mà nơi phát ra sức mạnh và sự tự tin đó, chính là hắc hổ đao pháp cảnh giới đăng phong tạo cực. Sau đó, tần thư kiếm lại dồn lực chú ý vào đồng hồ đến ngược. Khoảng cách người chơi giáng lâm, còn không ngày 5 giờ 21 phút 03 giây. Thời gian hơn 2 ngày, trong lúc bất tri bất giác đã hạ xuống chỉ còn lại không tới 6 giờ. Chuyện này cũng nói rõ, còn không đến 6 giờ nữa, người chơi sẽ dán Lâm đến thế giới này. Tần Thư Kiếm hít sâu một hơi, tâm thần cũng chập chung. Hắn không biết người chơi sẽ dùng phương thức nào để dán Lâm, hắn cũng không biết sau khi người chơi dán Lâm sẽ có biến hóa như thế nào. Thời gian 2 ngày cũng không dài. Tần Thư Kiếm tự nhận những chuyện có thể làm đều đã làm rồi. Chút thời gian còn lại này cũng không làm được quá nhiều thứ. Điều duy nhất có thể làm bây giờ chính là chờ đợi người chơi giáng lâm. Tần thư kiếm lặng lặng ngồi yên ở nơi đó, nhìn xem thời gian đếm ngược dần dần trôi qua. Bên trong trung nghĩa đường, lập tức rơi vào yên tĩnh. Dịch MB4 Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả.